phật tử đại bồ tát hiện thân đồng tử rồi do mười việc mà hiện ở cung vua những gì là mười đó là vì khiến cho căn lành của chúng sinh đồng hành đời quá khứ thành thục mà hiện ở cung vua vì hiển bày sức căn lành của bồ tát mà hiện ở cung vua vì các trời người tham đắm đồ vui thích thị hiện đồ vui thích đại quay đức của bồ tát mà hiện ở cung vua vì thuận tâm chúng sinh đòi nam trược mà hiện ở cung vua vì hiện sức đại oai đức của Bồ Tát có thể nơi thâm cung nhập tam muội mà hiện ở cung vua, vì khiến cho chúng sinh đồng nguyện đời trước viên mãn ý của họ mà hiện ở cung vua. Vì muốn khiến cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc viên mãn sở nguyện mà hiện ở cung vua Vì muốn dùng kỹ nhạc vang ra diệu âm thanh Cúng dường tất cả các như lai mà hiện ở cung vua vì muốn ở nội cung trụ tam muội vi Diệu ban đầu từ thành Phật cho đến niết bàn đều thị hiện mà hiện ở cung vua vì tùy thuận giữ gìn các Phật pháp mà hiện ở cung vua đó là mười thân Bồ Tát cuối cùng thị hiện ở cung vua như vậy rồi sau đó xuất ra Phật tử đại Bồ Tát do mười việc mà thị hiện xuất ra những gì là mười đó là vì chán ở nhà mà thị hiện xuất ra, vì chúng sinh chấp trước nhà khiến cho họ xả lìa mà thị hiện xuất ra, vì tùy thuận tin ưa đạo thánh nhân mà thị hiện xuất ra, vì tuyên dương tán thán công đức xuất ra mà thị hiện xuất ra, vì hiển bày vĩnh viễn lìa cái thấy hai bên mà thị hiện xuất ra, vì khiến cho chúng sinh lìa dục lạc ngã lạc mà thị hiện xuất ra vì trước hiện tướng thoát khỏi ba cõi mà thị hiện xuất ra, vì hiện tự tại chẳng lệ thuộc người khác mà thị hiện xuất ra, vì hiển bày sẽ đắc được pháp mười lực vô úy của Như Lai mà thị hiện xuất ra, vì thân cuối cùng của Bồ Tát Pháp phải như vậy mà thị hiện xuất ra, đó là mười. Bồ Tát nhờ đó mà điều phục chúng sinh. Phật tử Đại Bồ Tát do mười việc mà thị hiện tu khổ hạnh những gì là mười đó là vì thành tựu chúng sinh kém hiểu biết mà thị hiện tu khổ hạnh vì trừ chúng sinh tà kiến mà thị hiện tu khổ hạnh vì chúng sinh chẳng tin nghiệp báo khiến cho họ thấy nghiệp báo mà thị hiện tu khổ hạnh